Ta lốt quá trời luôn. Đây Phượng Hoàng, Lisa và chồng với các bạn về Việt Nam từ thiện. Bây giờ là đang lên tới hoàn cảnh của Bảo Anh ở xã Long Hưng. Đây Phượng Hoàng, cảm ơn em rất là nhiều nha. Đây Bồ Tát giữa đời thường đây, luôn luôn giúp đỡ bà con ở quê nhà. Trời ơi, bữa nay ba anh nói chuyện dữ vậy ta. Hổng gà chú Hùng không lên, có trăm chú Hùng không? Có chứ, hồi mẹ hoài. Thì đâu có, mỗi ngày, mỗi tháng có người lợi thay thế chú Hùng đó. Hôm nay chị tới cho em chút quà, chút tiền ha. Dạ. Phụ nghe muốn thuốc thêm ha. Dạ, cảm ơn nha. Của thông nhiều nha, em nhận vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Cộng hợp gia hội cho em lúc nào cũng phải mạnh. Ngày nào cũng làm chú bảo mà. Cái cô này nè là cô Phượng Hoàng, là cô Linh đại diện cô Phượng Hoàng lên cho con mấy lần rồi đó. Dạ. Rồi cảm ơn Phượng Hoàng và quý mạnh thường quân rất là nhiều.